ta vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, thủ đô Hà Nội. Cho địa phương bây giờ là 12:55 chiều với nhiệt độ bên ngoài là khoảng 36 độ C. Vì sự an toàn, quý khách vui lòng vẫn ngồi tại chỗ và cài chặt dây an toàn cho tới khi máy bay dừng lại hẳn và đèn hiệu cài dây an toàn được tắt. Lưu ý không sử dụng điện thoại di động trong lúc này. Quý khách cẩn thận khi mở ngăn hành lý phía trên và đừng quên xin chiếc ghi rời khỏi máy bay. Các bạn cho hãng hàng không để chết. Tôi rất là hạnh phúc của quý khách và mong rằng sẽ được gặp lại quý khách.